Chào đón quý vị đã trở lại với kênh Truyện Ma Tắt Đèn và kênh Truyện Ma Làng. Hôm nay, chúng ta lại được nghe một tập truyện ma nhẹ nhàng với một chút nét kinh dị, pha thêm một chút màu sắc trinh thám. Hầu mong quý vị giảm đi được phần nào sự mệt mỏi và căng thẳng với cuộc sống hàng ngày. Giảm stress nha quý vị. Quý vị và các bạn nhớ cho Lam Phương một lần subscribe, đăng ký kênh và một like. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị an vui, lạc quan yêu đời. Sau đây là tập truyện Mộ Chó Xác Người, tác giả Lê Nguyệt. Và bây giờ chúng ta tắt đèn, nghe truyện ma. Bà Hai có nuôi một con chó vàng, không chồng, không con, nên bà và nó thân thiết giống như mẹ con. Bà Hai đi đâu, nó cũng đi theo. Suốt ngày bà hủ hỉ nói chuyện với nó như với con người. Bà ăn cái gì thì nó ăn cái nấy. Không có khách thì bà nằm trên võng, nó nằm kế bên. Bà âu yếm vuốt ve và gọi nó bằng Vàng, xưng má hẳn hoi. Vàng là con chó cái, nên cứ đẻ liền tù tì. Lần nào khi bầy chó con vừa biết ăn là bà Hai đều đem cho người ta, nên nhà chỉ có một mình nó. Rẫm rẫm vậy mà con Vàng cũng ở cạnh bà hơn 10 năm rồi. Bây giờ nó già khú, lông trụng hết trơn, ngồi đâu gãi đó. Bà Hai đi xóm nó cũng không có đi theo như trước nữa. Trong xóm ai cũng thương nó vì nó hiền. Và vì bà Hai xem nó như con nên nó cũng rất khôn. Khi nó còn khỏe mạnh, bà muốn nhờ hàng xóm chuyện gì chỉ cần viết vài chữ vào miếng giấy rồi cột vào cổ của nó, dặn dò nó đem lại cho ai là một lát sau nó sẽ đưa đến tận tay người nhận và đem về cho bà những thứ bà cần. Nhưng già quá thì cũng phải chết. Vàng bệnh có mấy hôm, bỏ ăn một ngày. Bà Hai quýnh quán lo chạy thuốc, nhưng cuối cùng nó cũng ra đi. Bà thương nên quyết định chôn nó như chôn đứa con. Nhà có mấy tấm be xẻ sẵn. Bà nhờ ông Tư, ông Sáu và ông Bảy đóng cho nó một cái quách, để nó nằm vừa vặn ở trong đó. Bà cũng gói nó lại bằng một cái mền, xong mới nhờ mấy ông đem đi chôn. Bà Hai vốn dĩ là người hiền lành, nên việc làm này mọi người cho bà là trọng tình trọng nghĩa, nên cũng không ai gièm pha thắc mắc gì. Vậy là con Vàng nó được có một cái mồ chôn như con người trên mảnh đất ít ỏi của bà Hai. Mảnh đất này giáp ranh nhà ông Tư và ông Ba Mộc, nhưng ông Ba Mộc và vợ của ông đã chết nhiều năm trước. Bây giờ chỉ còn lại bà Một là em gái bà Mộc và vợ chồng thằng Lâm, con trai duy nhất của hai ông bà Mộc mà thôi. Bẵng đi gần 2 tháng thì có chuyện lạ xảy ra. Cứ khoảng nửa đêm, bà Hai nghe tiếng đập cửa, rồi có tiếng khóc than ai oán âm ỉ vang lên, nghe nó rùng rợn nổi hết cả gai ốc. Bà sợ run trong lòng, nhưng cũng mở cửa ra xem thử, thì bà giật mình. Bà chết điếng. Bà thấy một người con gái xõa tóc dài chấm đất, không đoán được tuổi và cũng không nhìn rõ mặt do máu me bê bết. Người đàn bà đó mặc bộ đồ sạch sẽ nhưng không có cầu kỳ. Tiếng khóc âm vang như từ cõi xa lơ xa lắc nào đó nó vọng về. Bà Hai kinh hồn lạc phách, mở lớn cái miệng mà không nói được một câu. Đúng lúc đó thì người đàn bà cũng biến mất. Như vậy là bà không tài nào chợp mắt được nữa. Hình ảnh ma quái đó nó cứ lẩn vẩn ở trong đầu của bà hoài. Sáng hôm sau, bà Hai bần thần nhớ lại, rồi bà cũng không có xác định được là
bà đã thấy rất rõ ràng hay chỉ là chiêm bao? Sống có một mình, không có chồng, không có con. Mấy mươi năm trời, bà hai vẫn vốn không tin vào cái chuyện ma quỷ. Nên vì vậy mà bà bỏ qua không kể với ai. Bà sợ người ta cười mình là nhát gan, sợ ma. Nhưng liên tiếp nhiều đêm, cô gái xõa tóc cứ đến than khóc với bà như vậy, khiến cho bà hai lo sợ. Hôm đó, bà thu hết can đảm. Bà hỏi cô gái: cô là ai vậy? Kiếm tôi có chuyện gì không mà cứ khóc hoài không chịu nói? Hai tay vịn cánh cửa nhà, bà hai run lên khi nghe cô trả lời bằng cái giọng miền Bắc rặt ri. Nghe giọng nói, chắc độ còn trẻ, chưa được 30 tuổi đâu. Bà ơi, cháu chết oan, cứu cháu với bà ơi. Bà hai hoảng kinh cả lâm luôn. Chết oan hả? Cứu, làm sao cứu? Bà ơi, bà nhờ ông Tư hộ cháu với. Ông Tư, ổng biết hả? Ông Tư sẽ tìm ra sự thật để giúp cho cháu đấy bà ơi. Hay là ai giết cô? Giết ra làm sao? Cô kể tôi nghe, tôi đi báo án giùm cho cô. Nhưng khi bà nói đến đó, thì cô gái dục biến mất. Bỗng nhiên, bà hai không còn cảm thấy sợ nữa. Bà lại nghĩ rằng có một ai đó bị chết oan ức cần được làm sáng tỏ. Nhưng tại sao lại có dính líu tới ông Tư vào cái vụ này? Ông Tư làm cách nào tìm ra sự thật giúp cho cô ấy? Sáng hôm sau, bà hai đứng bên nhà, thấy ông Tư đi bộ ra dòng, thì đưa tay ngoắc lia lịa. Ông bà Tư vốn thân thiết với bà hai từ hồi còn trẻ cho tới bây giờ, nên cũng không ngại ngùng gì, bèn đi qua của nhà bà. Bà hai kéo ghế cho ông ngồi, rồi kể cho ông nghe chuyện mấy hôm nay. Ông Tư nhíu mày lắc đầu. Chuyện phi lý quá bà ơi. Tôi cũng thấy ngộ ngộ rồi nghe, nhưng đêm nào nó cũng khóc lóc như vậy, thấy sợ quá ông à. Lui tôi vô vụ này mần chi? Nó hiện lên được rồi báo cho bà. Nó cứ thẳng thắn kể rõ sự tình cho công an là lôi đầu thủ phạm ra chứ gì đâu. Tụi mình thấp cổ bé miệng, làm gì được ai? Bà nghĩ coi, giúp sao bây giờ khi không biết rõ ngọn ngành gì hết trơn á trội ạ. Hãy mỗi lần tôi hỏi á là nó biến mất hả? Vậy sao hỏi cho ra chân tướng được chứ? Chắc ông có thể tìm ra, cho nó mới nhờ tôi nói với ông đó. Bà nói xàm không à, sao tôi tin nổi chứ? Thời buổi này làm gì có chuyện ma cỏ. Vậy sao thằng dữ đó, nó bị con bé Nhi nó nhát hoài á, xinh khùng luôn đó thì sao? Cái thằng dữ á, nó làm bậy nên bị ám ảnh, chứ con bé Nhi nào nhát bà ơi. Tôi nói không có lợi ông đâu. Để tôi khấn tối nay nó chuyện nó kêu cửa ông nghe, thì ông mới tin đó, biết không? Kêu cửa tôi đi là tôi tin ạ. Ông Tư tưởng nói chuyện cho qua luồng vậy thôi, vì ông cho là bà hai kiếm chuyện chọc ghẹo ông. Ai ngờ đêm hôm đó ông nghe rõ ràng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, rồi tiếng khóc tỉ tê âm u, nó rùng rợn y như lời của bà hai kể. Ông Tư ngồi bật dậy, nhìn bà Tư đang ngủ say mà lấy làm lạ. Bình thường á thì bà dễ thức khi có tiếng động, và hễ có chuyện gì á là kêu ông liền à. Mà hôm nay cửa nhà bị gõ, dù là nó nhẹ thôi, nhưng bà vẫn không hay làm sao. Ông rón rén bước xuống giường và ra mở hí cửa ra. Là đàn ông dày dạn như ông Tư mà cũng hồn phi phách tán khi nhìn cái bộ dạng của con ma nữ. Nó giống tạc như sự miêu tả của bà hai. Ông lấy hết can đảm. Còn có chuyện oan ức gì cần ông ra mặt sao? Cô gái nói cái giọng bắt chỉ về phía sau nhà của bà hai lắp bắp. Một con chó ông ơi. Một con chó lần sau hả? Nhưng ông nhìn lại thì cô gái đã biến mất.
Ông Tư đứng lặng người một hồi, cảm thấy cái chuyện này lạ quá. Có vẻ nó hoang đường. Nói chắc không ai tin đâu. Nhưng con giỏ này nó ở đâu tới, sao lại nói cái giọng Bắc? Có liên quan gì tới cái xóm này và với cá nhân của ông nữa? Nó đã bị ai giết vậy cả? Mà tại sao lại nhè vào bà hai và ông mà kêu oan, rồi dính líu gì tới mộ của con chó nữa chứ? Ông Tư càng suy nghĩ càng thấy rối nùi. Sáng hôm sau, ông quyết định kêu bà hai, ông Sáu, ông Bảy và mấy người hàng xóm lại kể cho họ nghe câu chuyện hồn ma kêu oan. Ai cũng hiếu kỳ và cũng đều tin là có thật. Vì mọi người tin bà hai ông Tư, cho nên đến khi ông Tư đề nghị khai quật cái mộ con Vàng Linh, coi thử có vấn đề gì không, thì ai cũng ngán cái mùi hôi thối. Người ta ngẫm lại, con Vàng chết cũng đã qua 49 ngày rồi, không lẽ có dính líu gì tới cô gái người Bắc kia hay sao? Cuối cùng, thì mộ con Vàng cũng được bốc lên, rồi đem đi chôn vì nghĩ nó là thú vật nên cũng không có đào huyệt sâu lắm. Nhưng khi khai quật, thì trời ơi! Càng đào càng sâu, thì cuối cùng không thấy cái quách chứa xác con Vàng ở đâu, thì lại phát hiện ra xác của người đàn bà. Cái xác có mái tóc dài thậm thượt, mặc bộ đồ giống y chang bộ đồ mà bà hai và ông Tư miêu tả. Cái xác này chắc chắn là chết sau con Vàng, nhưng bị dùi xuống bùn đất nên không còn nhận ra khi đang bị phân hủy. Thật là khủng khiếp, thật là rùng rợn, thật là dã man. Tất cả những người chứng kiến đều tá hỏa tâm tinh. Mọi ánh mắt đổ dồn về bà hai làm cho bà hoảng hốt. Sao dòm tôi? Tôi thề á, tôi không có biết gì cái vụ này à nha. Tôi chôn con Vàng đàng hoàng, mọi người chứng kiến mà. Vậy bây giờ con chó nó đâu? Sao lại biến thành người ta rồi? Sao tôi biết được? Cái quách á, nó cũng đem đi luôn rồi. Nhét cái xác này xuống, không có cho người ta một tấm vải lót nữa. Cái quân nào mà ác nhân xác đứt vậy không biết. Ông Tư nhìn bà hai và tin. Bà hai không hề biết về cái chuyện này. Đảo mắt một vòng những người xung quanh, ông chỉ nhận thấy một sự phẫn nộ, kinh hoàng từ mọi người. Nên ông biết tất cả ở đây đều không có liên quan. Vậy thì ai chứ? Ai lại độc ác nhẫn tâm, giết hại một người rồi dùi xuống phi tang, không bọc cho người ta một manh chiếu rách? Trước mắt là phải đi báo với chính quyền để công an vô cuộc. Chuyện này lớn quá, bà hai chắc chắn phải gặp phiền phức. Và ông Tư cũng phải bị mời lên mời xuống phối hợp điều tra chứ không chơi đâu. Ông Tư thở dài. Mệt thiệt à. Người sống lo còn chưa xong, nay tới vụ hồn ma. Tôi thì làm được cái gì mà lại lôi tôi vô cái vụ phức tạp này chứ? Báo công an. Phải báo công an thôi. Vì đây có thể là vụ giết người cướp của hay giết người diệt khẩu, mà lại xảy ra ở trong đất của bà hai, sát cạnh nhà tôi. Không khéo dạ lây cả nùi đó. Nói thêm về ông Tư, không biết vì cái cớ làm sao mà mấy lúc gần đây ông luôn đọc được suy nghĩ trong đầu của người đối diện. Ban đầu thì ông sợ lắm. Tìm hiểu sâu vào thì ông biết rằng ở trên đời có một loại giác quan là giác quan thứ 6. Giác quan này rất nhạy bén, có thể nhìn xuyên thấu qua đầu óc người trực tiếp đối ẩm với mình, có khả năng phán đoán sự việc một cách thần kỳ. Mà trời ơi, tại sao ông lại có được cái giác quan lạ lùng này chứ? Mà tuy nhiên, cũng nhờ vào đó mà ông đã ngầm phá được mấy cái vụ án nhỏ nơi làng quê hẻo lánh của mình đây. Chính vì vậy mà ông cũng dần chấp nhận, không cảm thấy lo lắng sợ hãi nữa. Có một thời gian, ông bình tâm suy nghĩ và nhớ lại. Gia tộc của ông đã 3 đời làm thầy Pháp, chuyên trị bệnh cho những người bị tà ma theo quấy rối. Ông cố nội của ông nổi tiếng giỏi cả một vùng rộng lớn. Bất cứ ai bị bệnh ở đâu, dù xa xôi,
khi nghe tên ông cũng đến xin được chữa trị và điều khỏi hẳn. Nhiều người còn côm ghe bè bạn tới ăn dầm nằm về nhà ông để chờ đến lượt của mình. Nhà thì lúc nào cũng tấp nập người. Ông cố nội của ông phải dạy cho ông nội của ông để phụ chứ một mình không trị xuể. Mà lạ khi ông cố của ông 58 tuổi thì giống như một thầy bói, nói trúng phóc những cái gì người ta nghĩ trong đầu luôn. Nhiều người tìm đến ông để nhờ cậy đủ thứ, nhưng khi họ vừa bước vào nhà, ông đã biết cái mục đích của họ, bèn từ chối thẳng thừng. Ông cố chỉ hưởng dương được 59 tuổi, rồi qua đời. Trước khi qua đời, lại nói chuyện lảm nhảm với ai đó, giống như là dặn dò âm binh. Sau đó, tới lượt ông nội của ông Tư nối nghiệp. Nhà vẫn nuôi đầy cái cây ngải bùa, cũng kêu ba ông Tư theo phụ và cũng chết ở cái tuổi 59. Trước khi chết, cũng lảm nhảm nói chuyện với người khuất mặt mất mấy ngày trời. Cha của ông sợ quá nên giải nghệ từ đó. Ông Tư lúc đó còn nhỏ, chứng kiến cái chết của nội nên rất sợ. Vậy là cha của ông đốt bỏ bằng giọng thờ bùa ngải, bán nhà đùm túm vợ con dời đi nơi khác. Cha ông thỉnh thoảng cũng bị tổ giật, nói lảm nhảm gì đâu không à. Nhưng khi đưa đến bệnh viện thì bác sĩ nói ông có dấu hiệu suy nhược thần kinh. Điều trị thời gian sẽ khỏi thôi. Cha ông thọ hơn 70 tuổi mới qua đời. Bây giờ tới lượt ông. Ông đã quên hẳn cái chuyện quá khứ, không tin bùa ngải ma quỷ gì hết. Nhưng tại sao gần đây lại đọc được cái suy nghĩ trong đầu người ta? Hay là cái gen của gia đình vẫn còn trong người của ông? Ông đã thừa tự được cái khả năng đọc được suy nghĩ của người khác từ ông cố hay sao đây? Điều này ông chưa từng tâm sự với ai, kể cả bà Tư. Vậy tại sao hồn ma của thiếu nữ kia lại biết mà muốn tìm ông giúp đỡ? Nói như cô ta thì thủ phạm chính ở ngay cái xóm nhỏ của ông hay sao? Vậy là công an vào cuộc. Do thi thể nạn nhân đang bị phân hủy và cái lớp đất dính khắn vào da thịt nên rất khó nhận dạng. Điều kiện của công an huyện không có đủ, vì là phải báo lên công an tỉnh. Pháp y của tỉnh cũng được cử về. Chính quyền xã dựng ngay một nhà tiền chế ở trên đất của bà Hai để tiện theo dõi xét nghiệm và giải phẫu điều tra. Do dân chúng xung quanh bảo đảm nhân thân của bà Hai hoàn toàn trong sạch và không có vấn đề, ai cũng cam đoan bà không có cái gan giết người và khả năng một mình đào mộ con chó rồi dùi xác cô gái vào được. Pháp y cũng xác định nguyên nhân tử vong là một đường dao chí mạng đâm thẳng vào tim. Ngoài ra còn có vết đập ở trên đầu, dù không tạo ra cái chết nhưng chấn thương không hề nhẹ. Và đúc kết lại, sức của bà Hai thì không thể nào làm nổi, nên bà Hai sau nhiều lần bị mời tới mời lui rồi cũng được tại ngoại chờ điều tra. Ông Tư thì cũng vậy. Sau 3 ngày, công an phát quả được hình ảnh của người chết. Đó là một cô gái chưa được 30 tuổi, có khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt một mí giống như là đang bị sưng, và điểm đặc biệt là mái tóc dài khác người. Nếu cô đứng, tóc có thể chạm đất. Khi tấm ảnh được đưa ra cho mọi người nhận diện, thì không một ai biết cô gái đó xuất thân từ đâu và có quen biết ai ở khu vực này. Mà quái lạ, vậy sao cô ta lại bị chôn lén lúc ở trong mộ của một con chó? Và ai là thủ phạm gây ra cái chết thương tâm của cô? Khẳng định thủ phạm là người quen ở trong xóm mới biết cái chỗ này bà Hai vừa mới chôn con chó xong. Bà Hai không phải. Ông Tư cũng không phải. Giáp tranh bà Hai chỉ còn thằng Lâm, con trai ông Mộc đã chết. Đang ở cùng dì ruột và vợ con. Lâm năm nay cũng ngoài 40 rồi. Nhân thân cũng trong sạch, chưa từng có tiền án tiền sử gì hết. Hiện tại là cán bộ của huyện, nên khả năng gia đình dính líu tới vụ án này cũng không có. Những người hàng xóm khác ba đời ở địa phương, chưa một bước chân đi xa
nên lại càng không quen biết với cô gái gốc Bắc này. Và khi tập hợp mọi người lại để nhận dạng nạn nhân trong bức ảnh và thi thể, ông Tư nhìn ra ai nấy đều kinh hoàng, sợ sệt và thương cảm. Mỗi nhà đều có người đến. Bà Tư sợ nhìn xác chết nên không dám đi. Rất đông người tới, già trẻ lớn nhỏ đổ xô lại. Bên nhà Lâm, do Lâm đi làm nên vợ qua xem. Ông Tư cũng không nhìn ra ai có suy nghĩ gì khác. Khi mọi người đang xúm nhau nói về cô gái, thì ông Tư lại ngồi xuống gốc cây lê kỳ ma trước nhà của bà Hai. Suy nghĩ, lẽ nào cái xóm này vô can? Nếu là người lạ gây án, thì khi họ đem xác vào khu đất nhà bà Hai, thời gian đào mộ, lấy xác con chó và cái quách rồi chôn cô gái thay thế, đâu thể là một giây một lát, mà sao ông và thằng Lâm không phát hiện ra? Và tất cả những công đoạn đó, một người là không thể làm được. Nếu như có đồng mưu, thì sao ông không nghe chó sủa, và ở bên nhà thằng Lâm cũng có chó nữa mà. Công an phải thật giỏi, nghiệp vụ với tinh vi mới quả may điều tra ra tận gốc tận ngọn cái vụ án này. Nếu không, cũng sẽ chìm xuồng như chơi. Mà nếu như chìm xuồng, thì bà Hai cũng mệt đó đà. Rồi ông nghĩ lại, cô gái đó đã hiện hồn kêu oan, vậy sao không nói rõ hơn để ông có cơ sở mà cung cấp cho công an điều tra chứ? Cô ta đã cất tiếng nói được, thì việc vạch mặt, chỉ tội hung thủ cũng không ngoài khả năng của cổ mà. Nghĩ vậy, ông Tư lầm rầm khấn vái một mình. Nếu như cháu có oan ức cái gì thì phải nói ra đi chứ. Giữa đất trời mênh mông, không ai biết nhân thân của cháu, thì làm sao xác định được cháu quan hệ với ai mà tìm cho ra hung thủ? Ông Tư vô thức nhìn sang bên kia, thấy một đám trẻ, đứa lớn nhất độ chừng 10 tuổi, còn tụi nó cũng đang chụm đầu vào nhau mà bàn tán. Ông không nghe chúng nó nói cái gì với nhau, nhưng ông sững người khi phát hiện ra cô gái đó đứng đằng sau lưng con của thằng Lâm cũng ở trong cái bọn đó. Cô gái đưa tay chỉ vào thằng bé, ánh mắt khẩn khoản nhìn ông. Ông Tư chợt lạnh toát cả người. Thằng bé thì có quan hệ gì đến cái chết của cô ta chứ? Cũng may, nó ngồi đối diện với ông, nên ông thấy mí mắt của nó nhíu lại, ra vẻ suy nghĩ lung linh lắm, và trong đầu của nó hiện ra. Cái cô này giống cô tối bữa mình về nhà ngoại với mẹ, cô có ghé nhà mình mà. Hôm đó mẹ quên đem theo chai nước cho mình lên xe uống, cho nên kêu mình quay lại lấy. Cổ đứng ở trong nhà mình thấy rõ ràng luôn á, tóc cổ dài chấm đất luôn nè. Sao cổ bị chết vậy ta? Ông Tư một lần nữa thấy lạnh mình, hé lộ một chút manh mối rồi đây. Nhưng cũng không thể căn cứ vào lời nói của một đứa trẻ mà trình báo lên chính quyền được. Còn cô gái thì sao? Không phải cô ta đã khiến cho ông chú ý đến nó hay sao? Chắc là ông phải tới nhà Lâm một chuyến coi chuyện gì đã xảy ra. Vì sao mà cô gái này có mặt ở nhà Lâm cho thằng bé nó nhìn thấy? Hổm rầy rùm beng cái vụ này mà bên nhà Lâm chỉ thấy con vợ nó qua lại hóng chuyện. Còn Lâm, ngoại trừ lúc bị công an mời tới, thì chưa bao giờ bước ra hiện trường. Không lẽ nó có liên quan tới cái chết của cô gái tóc dài này? Ở cái xóm này, ông Tư và ông Sáu, ông Bảy, bà Hai và bà Một, dì của Lâm, là những người lớn tuổi nhất. Ông Năm lớn hơn ông Tư 3 tuổi, ông Mộc lớn hơn ông Năm cả chục tuổi, đều đã mất. Tất cả đều là cha truyền con nối sinh sống nơi đây. Nên ông rành từ đời tổ tông của họ. Chỉ có gia đình của ông Mộc sau giải phóng 1975, một thời gian mới từ đâu về mua đất cất nhà. Nghe nói ông Mộc có vợ trẻ nên chỉ sinh được 2 người con. Thằng Lâm là anh trai, còn một đứa em gái nữa đã có chồng ở trên tỉnh. Năm nay Lâm mới hơn 40 mà ông bà Mộc nếu còn sống chắc cũng ngoài 90 rồi. Gia đình của ông Mộc cũng bình thường như bao gia đình khác. Nghe đâu trước đây ông Mộc có tham gia chiến tranh, nhưng không bao lâu
thì bị thương cụt mất nguyên bàn chân phải, nên từ đó làm người dân bình thường. Ông cưới bà Mộc khi tuổi ngoài 40, bà cũng là gái lỡ thì nên họ lấy nhau sinh ra hai người con. Bà Mộc cha mẹ chết sớm, ở với em gái là bà Một. Vậy là từ đó bà cô mang luôn đứa em ruột của mình. Bà Một không chồng không con, coi con của chị như con của mình. Bà Một trái tính trái nết, càng về già bà lại càng khó khăn vàng trời luôn. Bà chỉ hơn 70 tuổi thôi mà thuộc dạng bà già xưa, mặc quần đáy xéo và dây lưng rút, ghét đàn bà con gái uống nhuộm tóc và sơn móng tay móng chân. Suốt ngày lầm lũi trong nhà, ít khi ra ngoài giao tiếp. Lâm cũng thương bà như thương má của mình. Dù tính nết như vậy, nhưng bà Một cũng không hà khắc với vợ của Lâm. Bà cưng chiều hai đứa con Lâm một cách lạ lùng, muốn gì được nấy, và tuổi nhỏ cũng ngoan, nên bà sống hạnh phúc trong gia đình con của chị mình. Nói chung, nếu nghi ngờ cô gái bị người trong nhà Lâm giết hại, thì không có cơ sở. Lâm thì đi làm suốt ngày, rảnh rỗi thì ra đồng, cũng trà rượu với trang lứa cùng xóm, cũng sinh hoạt như bao người. Cô vợ trước đây là công nhân hãng giày, khi sinh thêm đứa con thứ hai thì đã nghỉ ở nhà để coi con. Cả nhà sống hòa thuận không có vấn đề gì. Trước khi đọc được suy nghĩ của thằng bé con của Lâm, ông Tư đã định mời bà Hai, ông Lâm, ông Sáu xác tranh ông và ông Bảy xác tranh Lâm để hội ý xem có nghe động tĩnh gì hay không, hay có nghi ngờ gì nữa. Lẽ nào chuyện động trời xảy ra ngay trong cái khu vực của mình mà không ai hay biết gì hay sao? Nếu cái vụ này mà chìm xuồng á, thì nhiều người sẽ bị liên đới chịu oan khuất. Nhưng bây giờ á, rõ ràng cô gái này đã từng xuất hiện trong nhà của Lâm ngay đêm mẹ con nó về ăn dỗ nhà ngoại. Chuyện gì đã xảy ra cho cô gái đó chứ? Không lẽ Lâm có gian díu tới cô ta? Ân oán gì đến độ giết người bịt miệng như vậy chứ? Nếu đây là mấu chốt của sự thật, thì thật là kinh khủng quá tai luôn. Vụ án cố sát này, nó ghê rợn hơn cái vụ vừa qua chính ông phá án. Vì đây là vụ giết người có tính toán, và đằng sau cái chuyện này chắc còn một bí mật nào đó mà thủ phạm cố tình che giấu dư luận ở bên ngoài. Nếu như ông khám phá ra, thì điều gì sẽ xảy tới cho ông? Nhưng đã đến nước này rồi, làm thinh cũng không được. Phải đến nhà gặp trực tiếp bà Một và Lâm thôi. Buổi tối, ông đốt ba cây nhang, khấn bái vong hồn cô gái chưa biết tên. Nếu cháu có linh thiêng, thì ngày mai cùng với mấy chú đến nhà người mà cháu tình nghi nghe. Hãy dùng cách gì đó để điềm chỉ cho chú biết. Như vậy chú mới giải oan cho cháu được. Nói là làm. Hôm sau là chủ nhật, ông Tư tới tìm Lâm, nhưng để yên tâm, ông mời cả bà Hai, ông Sáu và ông Bảy đi theo. Bà Một chào hỏi bốn người, rồi lặng lẽ giá lại mấy cái áo rách, lắng nghe. Vợ Lâm nấu nước trà pha lên, Lâm kéo cái ghế mời tất cả ngồi. Chắc là mấy cô chú qua vì cái vụ cô gái chết oan đó hả? Ừ, càng nghĩ tao càng thấy rối mày ơi. Nên kêu ông Sáu với ông Bảy qua, mình cùng hội ý coi làm sao. Cái vụ lớn vậy, đào mộ lấy quách và xác của con chó, sau đó dùi cô gái xuống đó, đâu phải tích tắc mà làm được đâu. Vậy sao nhà chúng ta kể ở bên, nhà nào cũng có chó, mà không hay biết cái gì là sao. Cái vụ này mà không điều tra ra, năm nhà mình cũng sống không có yên ổn đâu. Ông Sáu nói, tôi nghi là người quen làm, nó biết mình mới chôn con chó mới xuống nên moi lên lấy xác cô gái vô đó. Ông Bảy cũng tiếp luôn. Người quen cho nên chó mới không có sủa nộ, sủa vài tiếng rồi im mà, mình cũng đâu có nghĩ gì đâu. Ông Tư chăm chăm nhìn vào Lâm. Lâm nhìn lại ông. Sao chú ngó con lom lom vậy? Không lẽ ông nghi con giết nó hả? Bậy mày! Tao cũng có ý kiến nên tao chờ ý kiến của mày thôi. Con thì nghĩ mình không có làm thì không có gì phải lo đâu.
Con An cũng đâu có vô cớ mà đổ oan cho mình được. Nghiệp vụ có họ cũng giỏi lắm mà nghe mày. Mày thấy nó phát quả hình là biết rồi đó. Ông Tư nhìn sang bà Một đang cắm cúi luồn kim qua miếng vải. Thấy ông nhìn mình, bà Một đứng dậy bước vào trong nhà, nên ông không có đọc được bà đang nghĩ cái gì. Bỗng, ông thấy nhân ảnh cô gái tóc dài đó theo chân của bà từng bước. Ông mừng trong bụng, biết cô ấy đã nghe lời khấn nguyện của mình rồi. Chắc là cô sẽ có biện pháp gì đó để hung thủ không có đánh mà khai. Một lúc sau, ông nghe tiếng bà Một gắt gỏng. Cái miếng vải mới để thất thị ở đây nè, mà đâu mất tiêu rồi. Tìm không thấy vậy cờ. Rồi bỗng bà la quái lên. Ai chơi gì mà bất ngờ vậy? Nghe thấy bà kêu thất thanh, Lâm vội chạy vào bên trong hỏi gấp rút. Chuyện gì vậy má? Ông Tư nghe mẹ con họ nói cái gì đó với nhau, nhưng hình như có tiếng đổ vỡ đồ đạc ở trong phòng. Một lúc sau, Lâm dìu bà Một đi ra, đặt bà nằm trên cái phản ngay đó và ngồi dưới chân bà, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Ông Tư đọc được trong đầu của Lâm đang suy nghĩ. Không lẽ có ma thiệt sao? Không lẽ có hồn ma thiệt sao? Nó đã lấy miếng vải của má dùng vậy trước mặt để nhát má sao? Nếu không, sao má lại sợ tới như vậy chứ? Ông Tư chấp lấy thời cơ, định đánh phủ đầu Lâm. Có chuyện gì hay sao vậy Lâm? Tao nhìn thấy giống như mày mới vừa gặp ma vậy cả. Lâm hoảng hồn chống chế. Chú Tư nói cái gì vậy chú? Ma gì mà ma giữa ban ngày chứ? Ông Tư cười bí hiểm. Có đó nghe mày. Trước khi tao tới đây, tao thấy rõ ràng bóng con gái tóc dài đó đi vô nhà mày nè. Mới đầu tao tưởng là mình bị hoa mắt, nhưng tao dụi mấy lần cũng thấy, không dám nói ra sợ bà Hai, ông Sáu và ông Bảy sợ đó thôi. Bà Hai rùng mình vì tin là ông nói thiệt, bởi chính bà đã từng gặp oan hồn đó rồi. Còn ông Sáu với ông Bảy cũng tin trăm rắp vì họ rất là tin tưởng ông Tư. Lâm có vẻ khẩn trương, anh đưa mắt nhìn bà Một. Bà vẫn nhắm mắt không có mở ra, nhưng ông Tư đọc được trong đầu của bà ta. Cái con nhỏ này á, nó không siêu thoát được hay sao vậy cả? Nó hiện lên nhắc mình nữa chứ. Mình từng tuổi này rồi, chớ hề biết sợ ma cỏ gì ráo á. Chỉ sợ nó nhát mấy đứa nhỏ thôi. Mà coi bộ nó oán hận mình lắm mà. Mình mẩy nó xanh lè tanh tuổi à. Nó nhảy chồm vô mình như muốn môi gan môi ốc ruột của mình ra vậy đó. Mình già rồi, không có sợ ma đâu. Mình chấp nó đó. Có ngon á thì mày giỏi tới tìm tao đi nè. Đừng có đụng tới con tao à. Mà cái ông Tư này nữa, chẳng hậu một thằng nhỏ làm chi, hồi nó nói hớ ra bây giờ. Đã dặn rồi, có chuyện gì cũng nín thinh đừng có trả lời, mà cứ mở miệng chi vẫn biết nữa. Ông Tư nhíu mày, thật sự là vậy sao? Là bà Một cũng biết chuyện này nữa. Bà là thủ phạm hay tòng phạm? Rõ ràng rồi, từ thông tin chỗ thằng con của Lâm tới tình trạng của bà Một, ông có thể xác định được thủ phạm gây ra cái chết cho cô gái chính là Lâm. Lại thêm cô gái đó theo ông tới tại ngôi nhà này và theo sát chân bà Một, khiến ông càng khẳng định suy đoán của mình là đúng. Mà nguyên nhân tại sao chứ? Làm sao Lâm mà quen biết với cô gái Bắc này? Hay cô ta là bồ nhí của nó, đã nắm thóp được cái gì đó, nên làm cho nó sợ do con hay biết mà đành phải giết đi? Ông Tư rùng mình mấy cái, mình mẩy bỗng nổi cả gai ốc. Khi nhìn bà Một bỗng ngồi dậy tiếp tục công việc may giá đang dang dở của mình. Mặt thì cúi gầm, nhưng trong đầu đang quay lại cái hồi ức của ngày hôm đó. Ông Tư chăm chú theo dõi và hệ thống lại toàn bộ câu chuyện. Lúc vợ chồng của Lâm dẫn hai đứa con về nhà mẹ đẻ chưa được bao xa, thì cô gái tóc dài này tới. Chưa kịp nhận biết đó là ai, thì cô ta đã phực lên khóc và quỳ xuống ôm chân bà Một, gọi là bà nội,
bà nội gì chứ. Từ trước tới bây giờ, bà đã có chồng có con gì đâu. Ngoài hai đứa con của Lâm, được vợ chồng nó dạy kêu bà là bà nội, thì chưa có ai gọi bà như vậy cả. Dạ chăng cô gái này đã trưởng thành rồi. Bà nó chắc cũng lớn tuổi, ở đâu mọc ra một cái thằng con mà nó có cháu nội vậy chứ? Hay là cháu nội có ông Mộc? Bà Một ngẩng người ra, không lẽ lại là hậu duệ của ông? Chuyện quá khứ này ngoài bà ra, chưa một ai được biết, và bà đã tuyên thệ trong lòng là sống để bụng, chết đem theo. Lâm trừng trừng nhìn cô gái giới thiệu tên là Trịnh Thị Xuân Thu, con có ông Trịnh Phú Sĩ và bà Nguyễn Thị Cúc. Ông nội là Trịnh Văn Mộc, bà nội là Lưu Thị Nhâm. Cô trưng ra giấy hôn thú của ông Mộc với bà Nhâm, kết hôn vào năm 1960, giấy khai sinh của Trịnh Phú Sĩ vào năm 1963, giấy đăng ký kết hôn của ông Trịnh Phú Sĩ và bà Nguyễn Thị Cúc năm 1985, kèm theo hình của ông Mộc và bà Nhâm làm chủ hôn cho nhà trai. Tất cả đều là bản photo có công chứng. Ngoài ra, còn có giấy khai sinh của Trịnh Thị Xuân Thu và Trịnh Thị Hạ Đông là con gái của Phú Sĩ. Thu vừa khóc vừa nói. Dạ, thưa bà nội và chú, nếu như cuộc sống của gia đình cháu ổn định, bình thường thì cháu sẽ không tới làm phiền nội và chú đâu. Mặc dù trước đây khi còn sống, ông nội đã gửi cho ba cháu lá thư, cháu có photo đem theo đây. Thì bất cứ khi nào, nếu như ba cháu muốn nhận tổ quy tông thì cứ trở về, nội sẽ tạo điều kiện cho gia đình cháu định cư trong Nam. Bà nội cháu biết ông nội đã có gia đình mới rồi nên không muốn làm phiền nữa. Sau đó nội cháu mất vì lớn tuổi, mẹ cháu bị tai nạn sấm sét cũng qua đời. Chị em cháu lớn lên với bố, nhà bắt đầu túng thiếu, bố cháu lại bệnh mãi, con em gái của cháu bỏ lên Hà Nội làm gái. Khuyên nó về, nhưng nó nói chỉ có cách đó mới có tiền trị bệnh cho bố. Nhưng bố cháu do buồn giàu và không chịu nhận tiền nhơ bẩn của nó, nên không có chịu đi chữa bệnh. Bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Cháu vì chăm sóc cho bố, mặc dù có nghề may, nhưng vẫn không có đủ xoay sở, nên nợ nần tứ phía. Hôm đó, bố của cháu lục lại lá thư này rồi bảo với cháu. Bố có thể không sống được bao lâu bên cạnh con, nhưng con cũng nên tìm về cội nguồn. Đi tìm ông nội và cô chú của con đi. Sau khi bố mất, bán nhà bán đất vào Nam sống với cô chú, dù sao cũng ruột thịt, chú sẽ không có bỏ con đâu. Đi vào Nam một chuyến đi con à. Nếu như bố còn khả năng đi được, con hãy về xin chú một miếng đất cất căn nhà nho nhỏ, bố sẽ về ở với con. Nghe bố nói vậy, cháu nghĩ đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của bố. Cháu cũng muốn em của cháu rời khỏi cái mảnh đất này, để nó quên đi cái quá khứ nhô nhớp của mình mà lại làm lại từ đầu. Cháu không có đòi hỏi gì hơn, chỉ mong bà nội và chú cho cháu khoản 200 mét vuông để cất cái nhà. Chị em cháu có nghề may, tụi cháu sẽ đưa ba cháu về nhận tổ quy tông và nuôi bố cho tới ngày ông trăm tuổi. Là cháu cảm ơn nội và chú nhiều lắm. Lâm cầm sấp giấy photo, lật tới lật lui xem cho thật kỹ. Nhìn sâu vào mắt của Thu, Lâm liền nói. Tại sao con đem bản chính mà lại đem bản photo? Bố của cháu sợ đường xa lỡ như bị đánh mất thì không làm lại được nữa. Bây giờ là xin 200 mét vuông, sau này thì xin cái gì nữa? Chia của hả? Dạ không, cháu chỉ mong mỏi có nhiêu đó thôi. Lòng tham có con người là vô hạn, được cái này thì sao mong kiếm có cái khác, biết đâu mà lường được chứ.
Chú à, chú hãy tin cháu. Cháu thì chỉ muốn có cuộc sống yên ổn để nuôi bố bệnh hoạn. Bây giờ cháu nợ nần cũng nhiều, bán tất cả ngoài đó cũng chỉ đủ thanh toán nợ. Nếu dư có chút đỉnh thì cất căn nhà nho nhỏ vậy thôi. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tự nhiên lại mọc ra một họ hàng nữa. Là ruột thịt đấy chú à. Ba cháu là anh ruột của chú đấy. Tôi chỉ có một cô em gái cùng cha cùng mẹ mà thôi. Dẫu sao, ông nội cũng gặp bà nội cháu trước. Bà cháu mới là vợ nguyên phối của ông. Sao? Bây giờ còn có suy nghĩ là vợ lớn vợ nhỏ nữa hay sao? Cháu không có cái ý đó. Ý của cháu là không phải bà nội cháu xen vào chia sẻ tình cảm của ông bà, mà là... Là cái gì? Là cái gì nó cũng vậy thôi. Nói chung, tôi không có đồng ý cho người lạ vào tá túc trong mảnh đất này. Chú à, hãy nghĩ đến câu máu chảy ruột mềm. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Chắc đã gì cùng chung giọt máu đào chứ. Nếu chú có tiền, bố cháu sẽ còn sống mà, có thể xét nghiệm ADN. Lâm lạnh lùng, cố ý muốn chấm dứt câu chuyện. Bà Một nãy giờ cũng im lặng lắng nghe. Bỗng Thu lớn tiếng trở mặt. Cháu nói cho chú nghe. Cháu chỉ xin đúng 200 mét vuông cất nhà. Cháu sẽ làm tờ giấy hẹn hòi. Nhưng nếu chú cứ nghìn ngừ do dự, khả năng chú phải chia nhiều hơn cho bố cháu là lớn lắm đấy nhé. Cháu cũng hỏi xa rồi. Đất đai này là của ông nội chú, tức là ông nội của bố cháu để lại cho ba chú. Ông mất đi không có di chúc. Vậy thì các con ruột của ông đều được chia phần bằng nhau. Chú muốn mất 200 mét hay mất 1/3? Lâm nhìn Thu cười, cái cằm như bạnh ra, nụ cười thật gian ác. À, xài tới chiêu này luôn rồi đó hả? Bất khả kháng thôi chú. Cũng không phải hiền đâu. Cháu không phải là loại người vong ơn bội nghĩa. Nếu chú chấp nhận cháu, chú sẽ có một đứa cháu ngoan. Nếu chú không chấp nhận, thì vì để bảo vệ cho bố mình, cháu có thể làm mọi thứ. Đem tất cả giấy tờ bản chính này ra tòa. Chú nghĩ thử xem cháu được cái gì. Lâm ngồi phịch xuống ghế. Là người làm việc trong ủy ban, anh thừa hiểu Thu nắm chắc phần thắng. Nghĩa là trước khi đến đây, cô ta đã tư vấn pháp luật hẳn hòi. Giấy tờ bản chính cô không có đưa ra, thì các bản photo này anh chỉ có quỷ đi cũng không có bịt được đầu mối. Ba anh đã có một đứa con chính thức trước khi cưới má anh, và đó là trưởng nam, là cháu đích tôn của họ Trịnh. Chia đất cho nó là ảo tưởng. 200 mét cũng không được. Nợ nần, bệnh hoạn, trước với cô ấy vậy rồi phải quan tâm, phải đùm bọc, mệt mỏi lắm. Nhưng làm sao bây giờ? Nó đã tới đây rồi. Xóm làng chắc chưa có ai biết. Nếu mọi người biết, chắc chắn người ta sẽ ủng hộ nó mà thôi. Bà Một biết rõ những lời Thu nói là sự thật. Hồi trẻ, ông Mộc có đi tập kết ra miền Bắc kháng chiến. Sau khi bị thương, ông được bà Nhâm cưu mang, sau đó chính thức cưới bà làm vợ. Có một đứa con trai. Giải phóng xong, ông về quê cưới chị của bà, là do gia đình đã hứa hôn từ lâu, và chị của bà đã chờ đợi ông hết cả tuổi xuân. Sau khi bà Mộc mất, ông Mộc mới kể cho bà Một nghe về vợ con ở ngoài Bắc. Bà nhớ lại, có lần đâu khoảng năm 1985, ông đi đâu đó 4-5 ngày, thì ra ông đi cưới vợ cho con trai phú sĩ. Chuyện ông Mộc có vợ con riêng và đã từng sống ngoài miền Bắc nhiều năm, ngoại trừ bà Một ra thì không ai biết nữa. Bà Một, vì để bảo vệ cho cháu của mình, cũng chưa từng mở miệng nói ra với ai. Cho nên, khi theo vợ chồng ông Mộc về sinh sống ở cái xứ này, cũng đã mấy chục năm. Không ai biết rõ trước đây, ông từng có một thời gian ở ngoài Bắc, nói chi chuyện có vợ con riêng. Bây giờ,
cháu nội của ông đã mò tới đây rồi. Lúc đầu, chắc là chỉ xin 200 mét vuông để cất nhà. Biết đâu sau này, thấy Lâm có nhiều đất, lại xin lòng tham sẽ đòi hỏi nhiều hơn. Bà Một lâu nay đã xem con của chị như là con của mình. Huống chi, cuối đời của bà còn phải nương tựa vào nó. Để bảo vệ nó, bà sẵn sàng hy sinh bản thân của mình. Mà muốn bảo vệ nó thì chỉ có một cách duy nhất, là con nhỏ người Bắc này phải vĩnh viễn biến mất. Nghĩ sao làm vậy? Bà Một bèn đứng lên, lấy khúc cây đã được Lâm bào vuông nhất để giành gài cái cửa sổ. Bà lẳng lặng bước ra phía sau lưng của Thu, lấy hết sức bình sinh, giáng xuống một nhát thật mạnh. Thu chỉ kịp ói lên một tiếng, máu tuôn ra và ngã quỵ xuống đất. Lâm hoảng kinh kêu lên. Trời ơi! Má! Má làm cái gì vậy? Giết nó! Để nó đe dọa con hả? Giết? Không có được đâu! Gia đình của nó sẽ phanh phui tới đó! Ở tù một gông đó má ơi! Có cái gì má chịu? Bây giờ cũng lỡ rồi, giết luôn đi, để nó tỉnh lại cũng không có được đâu. Thôi đi má, để con đưa nó vô bệnh viện, có gì rồi mình bồi thường theo yêu cầu của nó là được. Giết người là tội tày trời đó, không có được đâu má à. Không được, giết và phi tan xác của nó luôn. Có gì, mình nói nó chưa từng tới đây. Ba nó bệnh sắp chết, không có lết ra miền Nam nổi đâu. Không được đâu má ơi, lưới trời lồng lộng đó. Con coi như không có biết gì đi, không có thấy cái gì đi. Bà Một rút cây mát treo trên vách xuống. Trong khi Lâm còn đang bàng hoàng chưa kịp phản ứng, thì bà đã nhanh chóng đâm luôn một cú cắm phập mạnh vào giữa tim của Thu. Cô gái dậy lên đành đạch, tắt thở tức thì. Hai mắt mở trừng trừng nhìn bà Một và chắc là đang oán hận vì sao mình bị chết oan ức như vậy. Lâm không kịp làm gì cả. Anh hồn vía lên mây đứng như trời trồng. Thật là ngoài sức tưởng tượng của Lâm. Ở đâu mà bà Một có sức mạnh và lá gan lớn như vậy? Việc này ngoài tầm kiểm soát của anh. Là người làm việc trong bộ máy chính quyền, Lâm hiểu bà Một đã phạm phải tội tày đình không thể tha thứ. Nếu như anh làm thinh sẽ mang tội đồng lõa. Nhưng Lâm làm sao có thể tố cáo người gì mà anh đã thương yêu như mẹ ruột của mình chứ? Ông Tư ngồi nhìn bà Một, có một chút thông cảm, nhưng hoàn toàn không chấp nhận hành vi của bà. Ông sẽ không tự mình vạch mặt bà, vì dẫu sao đó cũng là một người đàn bà bất hạnh tội nghiệp. Nhưng bà cũng phải trả giá cho hành động tàn ác của mình. Thu chết đi, ba của cô sẽ sống ra sao đây? Và Lâm ban đầu có suy nghĩ cũng đúng đắn, vì che giấu cho người nhà, cuối cùng cũng đã phạm tội đồng lõa cùng với bà dì phi tang cái xác chết. Vụ án này ông sẽ cung cấp hướng điều tra cho công an tỉnh. Kẻ thù ác phải đền tội. Ghê gớm tay, chỉ vì 200 mét vuông đất mà dám cướp đi một mạng người. Ông cùng bà Hai, ông Sáu, ông Bảy ra về. Sau đó cùng nhau đến văn phòng ủy ban gặp đoàn công an tỉnh và huyện để hỏi thăm tình hình điều tra. Ông Tư gợi ý. Theo tôi thấy như vậy, nên đăng hình cô gái ở trên thông tin đại chúng đi, nhờ truyền thông từ radio, truyền hình, trang mạng tìm tung tích nạn nhân, người nhà mất con sẽ nhìn thấy, sau đó sẽ liên hệ với ta. Xác định nhân thân xong, mới bắt đầu phân ra xem tại đây ai là người đã từng quan hệ tiếp xúc với cô gái này. Theo như cô ấy báo cho tôi và bà Hai đây, thì cô này nói cái giọng Bắc, xem ai đã từng quan hệ với người miền Bắc, có thể gặp họ ở ngoài đời rồi, cho nên mới gây thù chuốc oán chứ. Công an trả lời ông. Chúng tôi đã làm xong, đã đưa hình cho các chủ xe đò tuyến đường này, phát tán tin tức và hình ảnh qua mạng xã hội. Từ đó lần ra cô gái này hiện đang sinh sống ngoài Bắc.
Trong một thời gian ngắn nữa, chắc chắn sẽ phá được vụ án thôi. Mọi người thở vào, nhất là ông Tư. Ngoài ra, ông Tư cũng tin rằng bản thân cô gái tên Trịnh Thị Xuân Thu, cái tên mà ông biết được do đọc trong đầu của bà một. Thu sẽ không bao giờ để mình bị chết oan ức mà người nhà không biết không hay. Cô ấy đã tìm đến nhà bà hai, tìm đến ông, dẫn dắt cho ông phát hiện ra hung thủ. Tất nhiên, cô cũng có cách báo mộng cho gia đình của mình biết. Đúng như vậy. Sau này, ông Tư mới biết là Thu đã về thăm cha và em gái mình. Tất nhiên, cô không nói với cha rằng mình đã chết. Chưa đầy một tuần, nguồn tin là công an đã tìm được nhà của cô gái và báo hung tin, đã lấy được chứng cứ để bắt người quy án. Hôm trước, Trịnh Thị Hà Đông đã dẫn một toán người về tại nhà của Lâm giết sạch những người trong nhà. Sau đó, một mình cô tới công an đầu thú. Thì ra, sau khi nghe tin con gái bị sát hại, Trịnh Phú Sĩ ngất đi và không bao giờ tỉnh lại nữa. Để lại trên đời một mình Hà Đông cô đơn trơ trọi, không một người thân thích. Mà cái diễn cảnh đổi đời của người chị thân yêu đã phát họa với cô, đã vĩnh viễn tan thành thành mây khói. Chỉ vì một phút nông cạn, bà Một đã gây ra cái kết cuộc thảm khốc cho cả hai gia đình. Đây là điều mà ông Tư không thể nào đoán ra được. Lúc Hạ Đông gây ra cuộc thảm sát cả nhà Lâm xong, cô đi tự thú, bị công an tạm giam chờ xét xử, thì nửa đêm Thu tìm đến ông Tư khóc mướt khi thấy mặt. Chú ơi, cháu đau lòng lắm. Lỗi là do cháu. Cháu đã để cho em mình vướng vào vòng tù tội rồi chú ơi. Ông Tư nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao vàng giọt mà cầm lầm không đặng. Ông ân cần hỏi han. Chuyện sao ạ? Kể cho chú nghe coi. Hồn ma gạt nước mắt thúc thích kể. Cháu về thăm bố. Bố cháu đã yếu lắm rồi, nhưng cũng cố gắng chờ đợi cháu đem tin tốt về. Cháu nhập vào giấc mơ của cha. Ông mừng lắm chú ạ. À. Cháu không nỡ nói mình bị gia đình bên nội đối xử như vậy. Nên ông hy vọng rằng sẽ cùng với cháu về quê cha đất tổ. Cháu đã cố nén không khóc, cho nên mới vội vã rời khỏi giấc mơ. Đến thăm em gái của cháu, thấy nó sống trụy lạc lắm chú ạ. À. Cháu đã rất giận, nhưng khi đêm về, nhìn nó u sầu đếm từng đồng bạc kiếm được bằng thân thể nhê nhớp của mình. Nó sống chung với một người bạn nữa. Cháu nghe nó nói với bạn nó như vậy nè chú à. Tao cố gắng dành dụm ít tiền rồi giải nghệ. Cùng chị tao đưa bố vào Nam sinh sống. Hiện tại chị đã về trước gặp nội rồi. Sau này tao sẽ sống đàng hoàng hơn cho bố tao vui vẻ cuối đời. Chị em tao có cái nghề may. Sẽ học thêm Catalu, quần áo miền Nam để mở tiệm. Đâu thể sống như thế này mãi được. Sở dĩ tao chấp nhận bán thân vì gia đình tao kiệt quệ rồi. Hy vọng chị tao thành công, xin nhà nội miếng đất cất nhà. Cháu nghe em nói mà đau lòng quá sức luôn chú ạ. À. Nhưng cháu nghĩ Hà Đông nó mạnh dạn hơn cháu, ác hơn cháu. Bây giờ cháu chết rồi thì bố cháu chỉ còn trông cậy vào nó thôi. Cho nên cháu quyết định nói thật hết với nó để cho nó vào Lam tìm nhà họ mà đòi lại công bằng. Nhất định phải buộc họ chia tài sản theo quy định của pháp luật. Nếu không thì tố cáo họ. Đông nghe mà điếng hồn, mặt cắt không còn một chút máu. Nó khóc suốt một ngày, rồi hứa với cháu mà ngờ đâu chưa thực hiện được gì thì công an đã cho bố cháu hay tin. Vậy là bố cháu chết mà không kịp nhìn mặt Hà Đông. Cháu cũng biết nó vô trong Nam chứ. Nhưng cháu nghĩ là nó muốn đòi lại tất cả những gì thuộc về cha con cháu.
Ngờ đâu, nó sốc nổi quá, ôm cả hận thù ở trong lòng, rồi ra tay sát hại hết cả nhà người ta, liên lụy đến kẻ vô tội. Nó phải vào tù, có khi bị tử hình nữa. Bố cháu tuyệt tự rồi. Thổi ác ai gây ra thì người đó chịu. Gia đình cháu như vậy, sao cháu yên tâm mà siêu thoát được đây hả chú? Ông Tư không biết an ủi cô gái như thế nào. Trách là trách cho bà một quá nông nổi, tiếc chi 200 mét đất mà gây ra cái cảnh nồi da sáo thịt. Nếu như bà đừng có can thiệp, Lâm có thể mở lòng ra với cháu của mình mà chấp nhận cho nó, thì gia đình của Thu đâu đến nỗi tan nát, và gia đình của Lâm cũng đâu chết sạch không còn một người nào. Vợ con của Lâm có tội gì chứ? Nhưng dù sao, Xuân Thu cùng cha mình cũng đã chết rồi. Hạ Đông đang đối mặt với bản án giết người rùng rợn, không có nhân tính. An ủi làm sao? Lâu nay, ông luôn nghĩ chết là hết, là không còn gì nữa cả. Cho nên thường có câu, người chết không thể đối chứng. Nhưng trường hợp của Thu thì sao? Có hồn ma nào đau khổ như cô ấy không? Ông Tư bâng quơ hỏi một câu. Sau khi cha của con chết, con có gặp lại ông ấy ở thế giới của con không? Cháu không dám gặp bố cháu nữa. Cháu chỉ mong cho bố yên tâm nghỉ ngơi cùng với mẹ. Đừng có vương vấn gì ở cái cõi hồng trần đầy đau thương này nữa. Con suy nghĩ vậy là đúng rồi. Thôi Thu à, ai cũng có số phận của người đó. Oán hận xem như đã trả được rồi. Con đừng có ở lại dương gian làm chi nữa. Hãy đầu thai sống làm người kiếp khác đi con à. Hạ Đông có tạo hóa của nó. Giết người thì đền mạng, mà nó lại giết quá nhiều người vô tội rồi. Thu à lên khóc, khóc nghẹn ngào, tức tưởi. Cháu hiểu, chú ơi. Nhưng nếu như tòa nó tuyên án, nó bị tử hình, thì cháu sẽ đón nó. Kiếp sau vẫn muốn làm chị em với nó, để bù đắp những cái thiệt thòi mà nó phải chịu ở cái kiếp này. Nhưng nếu như luật sư giỏi biện hộ cho nó không phải cái án tội tử hình mà là 20-30 năm thậm chí tù chung thân thì làm sao? Thì cháu cũng phải bảo vệ nó chú ạ. Ông Tư thở dài lắc đầu. Chú thấy là không có nên đâu Thu à. Người sống trên đời đều có phước phần và số mệnh của riêng mình. Con đã không còn tồn tại ở trên thế gian thì cũng nên siêu thoát đi. Nếu thật sự có kiếp lai sinh thì con buộc phải quên cái kiếp này để làm người kiếp khác, sống cho tốt cuộc đời của mình. Núm níu làm cái gì, chứng kiến những cảnh trái ngàn tai mắt mà người trần không nhìn thấy được. Nghe lời chú đi con à, đừng ôm oán hận nữa, đừng có chấp nê muộn phiền vào trong lòng làm cái gì. Nếu ai đã chết rồi mà vẫn còn hồn phách ở dương gian á, thì xã hội sẽ trao trộn lớn đó. Không ít lợi gì đâu con à. Hạ Đông nó sẽ có cuộc sống của nó. Con nói nó mạnh mẽ mà. Vậy tự khắc nó sẽ biết mình phải làm gì. Nước mắt của Thu đanh tròng, cúi mặt xuống tránh tia nhìn của ông Tư. Chú ạ. Chú để cho cháu suy nghĩ thêm. Cháu đổi ơn chú đã lắng nghe tâm sự của cháu. Cũng cảm ơn chú đã giúp cháu giải nỗi oan khuất này. Nếu được chọn lại, chú ta không có hay biết cái gì. Có như vậy thì gia đình thằng Lâm và gia đình con mới vượt qua được nạn tai, không có mong muốn như bây giờ đâu. Nhưng rồi cháu cũng phải cho em cháu hay mà đưa xác cháu về quê hương chứ chú. Không cần nữa đâu con à. Rồi chú sẽ vận động chính quyền địa phương, xin các mạnh thường quân ủng hộ một số tiền để đưa cha mẹ con về đây,
nằm cạnh bên con ở trong khuôn mộ của gia tộc. Nếu tiền ủng hộ không đủ, chú sẽ đề nghị bán chút ít đất của nội con mà lo. Nếu sau này con Đông nó có được ra tù, thì nó sẽ dạy hương lửa cho cha con và con. Nếu không thì chú sẽ dựa vào cái mảnh đất nhà thằng Lâm mà lo cho bay. Con sẽ chứng kiến được cha mẹ và mình mồ uyên mã đẹp thì thanh thản ra đi ngang Thu. Thu vẫn rắm rứt khóc mà không nói gì. Ông Tư không đọc được suy nghĩ của hồn ma, nhưng ông ngầm hiểu rằng trong lòng cô gái đã có một chút dao động vì những lời vừa hứa của ông. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Mộ chó xác người, tác giả Lê Nguyệt. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn nhà văn Lê Nguyệt rất nhiều và chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn đã theo dõi bộ truyện. Mong rằng sẽ gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.